Cho nên nghe, thì cái xe này là bô là mình chủ xe mở cổ và bô êm nha, chứ không phải là bô móc ha. Nó bao êm cho anh em. Ga cuối lên là bao được cho anh em thấy không? Dê xe của anh em liền. Đó, êm ru và nhanh mạnh nha. Quá đã luôn. Xin chào anh em Exciter 105 nha. Sẵn đây đang làm máy mình quay lại cho anh em tham khảo à. Thì cái xe này chủ xe vừa mới dọn xong là máy xong nha. Thì nguyên cái dàn áo không là chủ xe thay 5 triệu rồi. Nhưng mà chủ xe này rất là chịu chơi nha. Mà cái máy nó bị xào quá nên chủ xe qua đồ xe Việt Nam mình yêu cầu làm máy là êm bền chủ xe ha. Thì sẵn đây mình tháo ra rồi mình quay lại cho anh em tham khảo thêm. Thì cái lồng chủ xe với lại cái tông chủ xe thì đã xài lồng đóng rồi nha. Chứ không biết sao mà xài lồng đóng ha. Tại chủ xe này cũng có nhiều tiền mà chơi đó là chơi lồng mới luôn. Khỏi đóng ha. Này đóng semi sắt nè. Bê tông thì bê tông thường, bê tông lô thôi. Đó thì cấu hình này thì mình đi lại chủ xe là phần rin hết nha. Đây. Chủ xe này sáng là thích đi rin. Mà sau đó thì chủ xe nói lại là thích đồ rin mà đi mạnh một chút thì làm phần 57 nha. 57 150 á. Thì mình đang chuẩn bị đồ để mình lên cho chủ xe đây, sẵn đây mình lấy cái lồng với lại bạch đạn xuống quay lại cho anh em tham khảo. Thì mình sẽ thay chủ xe là bạch đạn Koyo Nhật. Đó. Dê này mình sẽ thay tay với lại là cái lồng cho 50. Đây lồng cho 50 thì chưa khui luôn. Sẵn đây quay cho anh em tham khảo luôn ha. Của thằng Indonesia. Đó, cấu hình là rin. Lồng này lồng đồng chất luôn nha, không có chơi lồng kiến nữa ha, lồng đồng chất luôn. Không có semi hết anh em ha. Rồi về phần đầu rồi lốc thì mình chuẩn bị tương rửa ra rồi thay bạch đạn chủ xe rồi dên thay tay, thay lồng luôn. Đầu thì mình sẽ coi lại cam cò xuống bắp rồi mình làm lại chủ xe. Đó. Chung là cấu hình là mình đã rã hết rồi. Làm lại từ đầu cho anh em luôn. Nói chung là máy vô làm thì mình sẽ làm từ trong ngọn ra luôn nha. Trong dên từ đầu ra luôn, lốc luôn. Để cho mình yên tâm ha, ăn ngon ngủ yên. Nói chung là làm cho anh em thì xe anh em ok thì mình mới là yên lòng ha. Còn mà xe anh em mà giật tới lui thì mình cũng khó mà yên tâm được. Đó thì cấu hình là hôm nay nhận xe vậy thì hai chiếc nha. Chiếc kia thì làm 155, còn chiếc này 150. Nói chung anh em thích bài nào thì mình sẽ làm bài đó. Rồi, mình chào anh em nha. Xin chào anh em Exciter 155 nha. Sẵn đây đang tiến hành làm cục máy full 150. 57 gen zin thì êm bền nhẹ xe, thì quay lại cho anh em tham khảo từng chi tiết ha. Thì gen mình đã lắp xong xuôi nha, mình thay tay gen với chủ xe nè. Đó, gen của chủ xe thì để đây, bạch đạn máy, bạch đạn gen, bạch đạn cam mình đi là của Koyo hết Nhật hết nha. Đó, bạch đạn cũ chủ xe thì dục đây nha, nguyên nhà bạch đạn Koyo là mình đã vô trong xe rồi, anh em thấy bạch đạn mới hết nha. Đó, trước sau này kia là trong này kia hết nè. Máy thì mình rửa sạch sẽ bao đẹp cho anh em ha. Đó. Về cái phần lồng á thì mình sẽ đi lồng đồng chất của thằng Indonesia nha. 150, đây anh em coi ha, 150 nha. Đó. Xài công nghệ đồng chất, đó quay một cái lồng cho anh em coi nè. Bây giờ nó xài lồng đồng chất cho anh em, không xài lồng kiến nữa ha. Đó, trong ngoài trắng sáng như nhau. Không khác gì anh em ha. Đó, anh em mới phát hiện nếu mà lồng kiến là mình đền gấp 10 lần cho anh em ha. Đó. Lồng này là công nghệ mới nhất bây giờ nha. Rồi. Về phần bạc bê tông thì đi rin lại trong lồng của chủ xe luôn. Đó. Nồi thì mình sẽ đi chủ xe là full bố nồi sắt nồi Thái. Em coi ha, mới 100%. Thì cấu hình này thì đã giới thiệu sơ qua với em rất là nhiều lần rồi. Đây, lò xo thì mình chơi bộ lò xo đồ chơi nha, lò xo đồ chơi. Xin cam là DD nha, cam DD. Cam đi chủ xe một cây cam mới. Rồi, đây nha anh em. Rồi, về phần nồi thì mình đã giới thiệu sơ qua cho anh em tham khảo ha. Cái đế nồi thì còn ok. Đó, đế nồi là ok nha, không có bị rơ ha. Rồi, về cái trục côn, ti côn thì chủ xe đã thay mới rồi, nên là mình không cần phải thay lại nữa. Cái xe này là đã báo với anh em rồi ha, chủ xe đã làm qua một lần rồi, mà chạy không được, nó xào nồi nó mới kêu á. Cái kêu máy thì giờ làm lại một lần nữa, là cho êm cho chủ xe một lần luôn. Đó, anh em khỏi bị tốn tiền nhiều lần, làm lần nhiều lần ha. Tại vì mình đang tiến hành vô cái đầu nha, 4 cây số bắp nè, vô đầu. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp vô, xong xuôi mình sẽ quay lại cho anh em tham khảo tiếng máy rồi... tiếng hậu nha, tiếng lực ga ha. Rồi mình xin chào tất cả anh em. Xin chào anh em đến với độ xe bên em công. Đã hoàn thành xong cục máy của chiếc Exciter 105 nha. Cấu hình là full 150, 57 gen zin ha. Đi cấu hình là lồng đồng chất của thằng Indonesia. Sẵn đây mình quay lại cho anh em tham khảo từng chi tiết nha. Thì cái xe này là chủ xe yêu cầu là làm mạnh, bền và êm nha. Rồi, xe này là chủ xe mới làm nhưng mà nó không có êm. Xào máy á, thì chủ xe yêu cầu là làm lại. Thì mình làm từ trong ruột đó luôn. Nói chung là cấu hình mình làm cho chủ xe là chủ xe yên tâm như cục máy mới ha. Thì đã thay tay gen chủ xe nè, thay tay gen. Bạch đạn gen là mình đi của Koyo Nhật, bạch đạn máy là của Koyo Nhật luôn nha. Đó, nói chung là cấu hình này là mình thay full nhập bạch đạn. Mình làm là kỹ càng trong ngoài cho anh em luôn. Nồi để đi chơi full cái bộ nồi Thái nè.
thay chủ xe là cây cam mới nè, cam rin luôn nha. Đó, cây cam mà chủ xe bị lúng gối thì mình bỏ nha, chứ không phải là mình muốn bỏ đâu nha. Rồi, nguyên cái dàn lồng là mình thay chủ xe là lồng K50, lồng dốc của thằng Indo, chứ không có xài lồng khiến nha. Đó, cái nào lồng dốc nó bị dốc. Cái đầu thì mình làm hút xả rồi làm lại cam với lại su bắp của chủ xe nha. Thay sợi sinh cam là DD Thái. Đó, DD Thái nha. Đó, cấu hình thì mình đã rửa sẻ chủ xe nên thấy là trắng đẹp ha. Thì đang tiến hành là phục hồi lại cái xăng con chủ xe luôn. Nói chung một cấu hình mình làm cho anh em thì anh em yên tâm, làm kỹ trong bên ngoài cho anh em luôn. Đó, cục máy cho anh em là chỉ có là gác là chạy thôi. Và anh em mà muốn dọn máy mới thì có thể là chơi thêm hai lốc thôi. Còn máy ở giữa là mình là rửa rồi. Y như bán cát luôn anh em ha. Thấy quá trắng đẹp luôn. Thì cấu hình này là 57 bền mạnh nha, touring bền mạnh. Còn anh em muốn làm 57 bạo lực thì cứ nói mình thì sẽ sắp bài theo bạo lực nha. Chút nữa mình sẽ gắt máy này lên rồi anh em theo dõi clip nổ máy của mình luôn nha. Rồi mình xin chào tất cả anh em. Chào anh em đến với độ xe.com. Mình đã hoàn thành xong chiếc Exeter 135 năm số nha. Xe này là xe xuống áo ngày 2/10 cho nên là chủ xe rất là cưng xe. Thì cái dàn áo này chủ xe thay hết là hơn 5 triệu nha. Thì chủ xe bỏ tiền rất là dọn rất nhiều. Mình dọn cái máy chủ xe. Tại vì chủ xe này là dọn cái xe này là hơn 2 mấy triệu, nhưng mà cái máy này nó bị xào nha. Thì sẵn đây mình đang nổ máy đó. Mà em thấy không, máy ẹt 135 năm số cho mình làm lại là êm hơn ẹt của 2/10 của anh em luôn. Đó, cho anh em nghe máy cận cảnh ha. Hoàn toàn là không còn giọng mà không còn hú, không còn xào máy nha. Đó, thì đặc trưng của cái dòng ẹt Exeter mà 135 năm số này máy rất là xào nha. Nhưng mà mình làm nãy lại là bao êm cho anh em ha. Êm như ẹt 2/10 của anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Tiếng máy anh để gần cho anh em nghe luôn, không có còn nghe tiếng giọng nồi nha. Đó, mình chỉ hoàn toàn tiếng giọng nồi chủ xe luôn. Và máy là mình làm full máy chủ xe ha. Thì dây là thay tay, đi bàn đạn nhập cô vô cho bàn đạn máy của cô vô, bàn đạn cam là của cô vô nha. Thay full lòng chăn mưa của Indonesia, công nghệ đồng chất. Nồi là chơi đồi Thái, đầu lòng là chơi theo touring nha. Đó, cam còn là touring cho chủ xe. Đó, máy thì không khác gì xe Vin của anh em. Đó, nổ rất êm ru và tròn gan ti rất là diễn nha. Không có nghe tiếng giọng nồi luôn, giống như là Exeter 2/10 luôn ha. Sáng nay mình sẽ lên ga cho anh em nghe. Thì cái xe này là bô là mình chủ xe mở cổ và bô êm nha, chứ không phải là bô móc ha. Đó, bao êm cho anh em. Ga cuối đây là bao lực cho anh em ha. Dê xe của anh em liền. Đó, êm ru và nhanh mạnh nha. Quá đã luôn. Đó, anh em thấy không? Cái xe Exeter 135 năm số nha, cái này là xuống áo nha. Đó, năm số ha. Nhưng mà máy mình làm là êm ru cho anh em luôn. Thì anh em mà muốn làm cái máy full cho 50 êm bền như xe Vin thì có thể qua bên độ xe Việt Nam mình tham khảo ha. Cấu hình mình làm thì báo giá cho anh em tham khảo luôn, là chủ xe này chọn gói là 9,6 triệu nha. Đó, bảo hành cho anh em là 6 tháng, cam kết với em là đúng cấu hình ha. Thì cái gói mà nhẹ tiền hơn thì gói 6,4 triệu, còn gói tốt hơn thì anh em có thể là tham khảo thêm, bảo hành tiền em từ 3 tháng tới 2 năm. Rồi, mình xin chào tất cả anh em bài cơ nha.